Mẹ về khi nào sắm cho con hay? Mẹ vừa mới về là mẹ tới đây tìm con liền rồi. Nhớ mẹ nhiều lắm. Cô dạo này cuộc sống như thế nào? Dạ em vẫn vậy. Em có một tiệm nail ở bển đó. Còn chị khỏe không? Bây giờ thì cũng lớn tuổi rồi, cho nên là nay bệnh mai đau á là cũng chuyện bình thường thôi, chứ không có được như hồi trẻ nữa. Dạ. Cô về chơi lâu không? Dạ em về 2 tuần, xong rồi em trở về lại bên đó. Khi nào rảnh cứ ghé qua đây chơi nha. Dạ cảm ơn chị. Mẹ. Ủa Phong, con cũng ở đây hả? Dạ. Thôi ba mẹ con nói chuyện nha, tôi hơi mệt, tôi vào nghỉ chút xíu. Dạ. Cô cứ tự nhiên ha. Dạ cảm ơn chị. Dạ con cũng xin phép vào trong luôn. Đi con. Ngồi đi, ngồi đi. Mẹ mà sao không vui vậy vậy? Phong, thoải mái lên. Con về đây lâu chưa? Cũng được thời gian rồi mẹ. Con dự tính như thế nào? Con đại diện cho tổng công ty làm việc ở Việt Nam, chắc con định cư ở đây luôn. Vậy cũng tốt. Còn con, sao nè? Con sao vậy? Con giống ảnh. Con cũng có công việc ở đây rồi. Chắc con ở lại Việt Nam luôn. Ủa, không phải là con về Mỹ phụ mẹ quản lý tiệm nail hả? Mẹ thật sự Hữu ơi, bạn mẹ có một cái công ty cũng sắp mở, cũng nói với mẹ là mời con về bển làm đó. Con biết là mẹ muốn con về bển làm, nhưng mà con thấy công việc đó không có phù hợp với con. Ở đây con cũng có công ty, có công việc con thích lắm. Với lại con còn có... Con có cái gì? Con có bạn gái rồi. Thôi được rồi. Trong thời gian 2 tuần mẹ ở đây, mẹ sẽ chờ con. Con suy nghĩ lại nha. Có gì trả lời cho mẹ biết sao cũng được nha con. À mẹ, không mấy để con dẫn bạn gái qua ra mắt mẹ nha. Bạn gái con có hay hỏi thăm mẹ lắm đó. Được rồi. Để coi cô gái nào có sức hút tới mức mà khiến con trai của mẹ phải muốn ở lại như vậy. Ai vậy? Vô đi. Phong đang làm cái gì á? Đang làm việc. Hết sốt rồi nè. Công nhận thuốc của Phong hiệu quả ghê ha. Thôi, chị ra ngoài trước nha. Thấy rồi đúng không? Thấy gì? Thấy hình xăm á. Có nhìn lấy một chút, nhưng mà chỉ là một chút thôi à. Một chút thôi hả? Không muốn thấy rõ hơn không? Phong làm gì vậy? Thấy rõ chưa? Cái trái tim này á, xăm lúc học cấp 3. Ừ. Ghen quá ha. Còn nhỏ xíu mà dám đi xăm mình. Không sợ đau hả? Làm liều mà không thấy đau luôn á. Cái này xăm lúc
đi du học. Sao tự nhiên Sam hơn vậy? Tại lúc đó nhớ quá cho nên Sam cho đỡ nhớ. Tốt nghiệp xong cũng không chịu về, tưởng là ở bên đó luôn rồi chứ. Tốt nghiệp xong là một chuyện, phải lo cho tương lai, lo cho sự nghiệp chứ. Lo xong rồi mới về để tính chuyện yêu đương với người ta được. Tụi mình là chị em mà. Có má mũ ruột rà gì với tôi đâu, mà chị em. Nhưng ai cũng biết mình là chị em cô cậu với nhau. Thì tôi biết thì kệ người ta. Nếu mà người ta không hiểu thì mình giải thích cho họ hiểu. Được mà. Nhưng mà còn người lớn ở trong nhà mình, mẹ chị với lại cậu Út, không có chấp nhận đâu. Thì Phong sẽ thuyết phục họ. Thuyết phục một ngày không được thì hai ngày, hai ngày không được thì 10 ngày, 10 ngày không được thì 1 tháng, 1 năm, 10 năm cũng được. Tới khi nào họ chấp nhận thì thôi. Phong yêu không? Sao lại yêu chị? Nhỏ tuổi hơn tôi đó, sao có thích làm chị tôi vậy? Dù sao cũng làm chị 20 mấy năm rồi còn gì. Cái gì vậy? Vũ. Mặt gì như sát thủ vậy? Tính địa gì nhà anh hả? Không. Chứ sao? Mẹ có khó lắm không Vũ? Khó dữ dằn luôn. Ủa gì hả? Có coi bộ phim truyền hình Bà Mẹ Già Khó Tính không? Mẹ anh khó hơn bà đó nữa. Trời ơi, khó gì luôn á hả? Người ta có câu là 101 chó đớm đúng không? Mẹ anh có 101 điều khó. Bao nhiêu cái khó gom lại mẹ anh hết. Tí sợ quá à. Nói gì mà cũng tin nữa. Chị mà giỡn được hả? Đang lo muốn chết đây nè. Lo gì mà lo, mẹ anh cũng như những người mẹ bình thường thôi. Thương con cái thôi, cái gì đâu mà lo. Nói giỡn cho không khí nó bớt căng thẳng thôi. Thôi thôi, xả đi.
không có sao đâu mẹ, dễ thương hiền lắm. Gì đó, ăn trái cây đi con. Dạ. Trời ơi, cảm ơn mẹ. Bữa nay mẹ chói lóa quá, trời. Đuôi con mắt luôn đó. Trời đất ơi, cái đầm này xuất sắc nha. Dẻo miệng quá à. Nói thiệt mà. Mà mẹ, con thuê cái nhà này cho mẹ ở, thoải mái không? Thoải mái lắm con. Mẹ ở tạm có 2 tuần thôi mà. Nhưng mà tại vì mẹ không có thích ở khách sạn. Dạ. Bởi vậy con biết con thuê nguyên căn biệt thự cho mẹ luôn đó. Ngoan lắm. À, hai con quen nhau lâu chưa? Dạ, dạ mới quen. Quen lâu rồi. Ủa? Vậy là mới quen hay là quen lâu rồi? Ờ, thật ra thì con quen bé Tý từ nhỏ tới lớn. Nhà bé Tý ở trong xóm dưới quê đó. À, mẹ hiểu rồi. Như vậy người ta gọi là thanh mai trúc mã. Dạ. Dũ, hồi nãy mẹ nhờ con gì con nhớ không? À, vậy thôi bé Tý lại tiếp chuyện với mẹ đi. Đi xíu về liền, yên tâm. Con đi gì mẹ? Ừ. À, bác có chuyện muốn nói chuyện riêng với con. Dạ, chuyện gì vậy bác? Không có gì căng thẳng lắm đâu. À, tại vì con và Vũ chơi với nhau từ nhỏ tới lớn đúng không? Dạ. Cho nên là chắc là con cũng hiểu tính của nó. Thật ra thì thời gian mà Vũ đi du học ở nước ngoài á, thì hai mẹ con bác có sống với nhau cũng hơn 6 năm. Yeah. Lúc mà Vũ nói là Vũ về đây, thật ra là chỉ là về thăm nhà thôi. Bác tin là như vậy. Nhưng không ngờ sau khi về đây thì Vũ lại thay đổi quyết định. À, nếu như mà Vũ tốt nghiệp và làm việc tại nước ngoài thì sẽ rất tốt đúng không con? Dạ. Yeah. Cho nên bác tính nhờ con cùng với bác khuyên Vũ quay trở về nước ngoài. Con có đồng ý không? Dạ, tại vì chuyện này cũng hơi đột ngột quá bác, nên là bác cho con thời gian suy nghĩ nha bác. Con, sau khi Vũ quay trở về nước ngoài thì tụi con có thể cùng nhau qua bển rồi định cư luôn. Tại vì cuộc sống ở đó sẽ rất tốt, và tốt cho cả tụi con, tốt cho cả con cái của tụi con sau này nữa. Con hiểu ý bác không? Dạ. Yeah. Bác với con đều là phụ nữ, mà lại là hai người phụ nữ rất thân thiết bên cạnh Vũ. Vì vậy bác nghĩ là con sẽ cùng bác đem đến những điều tốt đẹp nhất đến cho Vũ. Con đồng ý không? Không lẽ đây là bà mẹ chồng khó tánh trong truyền thuyết sao? Vẽ mơ ước tươi sáng tương lai, và một ngày sẽ.